Thưa quý vị và các bạn, mặc dù có sự bổ sung của khối không khí lạnh từ phía Bắc tràn xuống, nhưng cường độ yếu, nên người dân Hà Nội ra đường đón Giáng sinh cũng sẽ có một buổi tối với tiết trời thuận lợi. Trời lạnh nhưng khô ráo và nhiệt độ về đêm chỉ còn trong khoảng từ 13 cho đến 14 độ, rất phù hợp với không khí đêm Noel đang tràn ngập sắc màu khắp các con phố của thủ đô. Sang ngày mai, nắng vẫn xuất hiện từ sớm, xua tan lớp sương mù, khiến nhiệt độ tăng nhanh, cao nhất ở mức từ 22 cho đến 23 độ. Tối và đêm, tình trạng rét sâu vẫn còn tiếp diễn, nhiệt độ thấp nhất hạ xuống chỉ còn 14 độ. Do sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm khá lớn, nên người dân cần chú ý giữ ấm, phòng chống rét cho bản thân và gia đình, tránh những vị trí gió lùa dễ gây cảm lạnh. Trong 3 ngày tới, thời tiết các tỉnh miền Bắc không có sự biến động lớn, độ ẩm không khí ở ngưỡng thấp dưới 45%, riêng khu vực Hà Nội là một trong những nơi hanh khô nhất. Và sau đây sẽ là thời tiết chi tiết của các khu vực Hà Nội trong ngày mai. Khu vực phía tây thành phố từ Phúc Thọ, Đan Phượng cho tới Chương Mỹ có mây không mưa, ban ngày nắng, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 14 cho đến 23 độ. Hình thái thời tiết này cũng sẽ diễn ra tại phía Nam, từ Thanh Oai, Thường Tín cho đến Mỹ Đức, với nhiệt độ dao động trong khoảng từ 14 cho đến 23 độ. Với các huyện Sóc Sơn, Mê Linh, Đông Anh, có mây không mưa, ngày nắng, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 14 cho đến 23 độ. Tại vùng núi Ba Vì, Sơn Tây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, sau trời có nắng, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 13 cho đến 22 độ. Còn tại trung tâm thành phố Hà Nội, có mây, không mưa, ban ngày có nắng, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 14 cho đến 23 độ. Còn bây giờ sẽ là phần dự báo chi tiết của Hà Nội trong 3 ngày tới và các tỉnh thành trên cả nước. Chúc quý vị sẽ có một kỳ Giáng sinh an lành. Xin kính chào và hẹn gặp lại!